đó trước mặt cảnh quan cuộc sống đó là miếu miếu Bà Đen đó quý vị. Thì bà con thường hay đi vô đây thắp nhang nên ở đây rất là đông. Tại vì bà con truyền miệng với nhau là ở đây là miếu Bà Đen này rất là linh thiêng đó quý vị, nên bà con lại đây thắp hương rất nhiều. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị, chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng quý vị đi tham quan chùa Dơi nha quý vị, còn có thể là gọi là chùa Mã Tộc hoặc là chùa Ma Ha Túc. Thì hôm nay cũng nhân dịp Tết Chơi Năm Khmer á, Tết người Khmer đó quý vị. Thì Cảm nhận cuộc sống đang đi ở đây là đường Văn Ngọc Chính đó quý vị. Bên phải Cảm nhận cuộc sống á là khu mua sắm của khu du lịch Chùa Dơi đó quý vị, của công ty Sachaco. Thì khu mua sắm này á là có luôn nhà hàng, khách sạn, quán cà phê luôn nha quý vị. Thì bà con cũng mua bán trước cổng chùa nè quý vị, thấy cũng rất là vui nè. Bán cho khách thập phương đó, người ta đi du lịch rồi người ta ghé mua về tặng cho người thân. Thì bây giờ mình tham quan chùa trước đi, rồi chút xíu mình sẽ đi tham quan khu mua sắm của chùa Dơi nha quý vị. Thì đây trước mặt Cảm nhận cuộc sống là cổng vào chùa Dơi nè quý vị. Thì hôm nay cũng là ngày lễ Tết Khmer đó quý vị, nên bà con vô viếng chùa cũng rất đông. Hôm nay cũng nhân dịp Tết cho năm Khmer, thì Cảm nhận cuộc sống cũng kính chúc bà con Khmer một năm mới ăn vui và hạnh phúc. Thì hôm nay cũng có bà con người Khmer đi chùa, rồi khách thập phương cũng đi tới nè quý vị, tới tham quan á. Thì Cảm nhận cuộc sống nghĩ là chùa Dơi này thì cũng có nhiều bạn quay video rồi. Đó, bà con chuẩn bị bán nước uống nè quý vị, bán nước mía, rồi bán đồ ăn vặt nè, rồi bán quà lưu niệm. Đây là nơi mà bà con dâng cơm cho sư đó quý vị, theo phong tục của người Khmer đó thì dâng cơm cho các sư ở đây. Thì chút xíu Cảm nhận cuộc sống sẽ quay sơ sơ cho quý vị xem. Đó, trước mặt Cảm nhận cuộc sống đó là miếu miếu Bà Đen đó quý vị. Thì bà con thường hay đi vô đây thắp nhang nên ở đây rất là đông. Tại vì bà con truyền miệng với nhau là ở đây là miếu Bà Đen này rất là linh thiêng đó quý vị, nên bà con lại đây thắp hương rất nhiều. Rồi trong đây có bán đồ ăn, bán nước mía, bán bún nước lèo, bán đủ thứ hết trơn á tại dịp lễ dịp Tết mà quý vị.
đây cảm nhận cuộc sống quay sơ sơ về bà con đi thắp hương cho quý vị xem trong miếu Bà Đen này. Đó có bảng quý vị, đó miếu Bà Đen. Thì bà con thắp chăng đó quý vị, những ngày Tết Nguyên Đán đó thì vô đây thắp nhang rất là đông. Mùng 1 Tết á là quý vị mà vô đây là không thể nào vô đây thắp nhang được luôn á. Khói nhang nghi ngút luôn. Bữa nay là chưa đông mấy đó quý vị ơi, mấy lần khác hả là đông không vô được luôn á. Cảm nhận cuộc sống có mấy lần lại đây thắp nhang rồi mà không vô thắp nhang được, đi tới rồi lại đi về á. Bên này có ban nhạc nè quý vị. Ban nhạc truyền thống Khmer của chùa Maha Túp. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sóc Trăng. Đó. Cảm nhận cuộc sống không có gành về âm nhạc cho lắm, nhưng mà nghe thì thấy cũng rất là hay đó quý vị. Nhạc truyền thống của người Khmer. Cảm nhận cuộc sống thì thích nhạc ngũ âm á quý vị, ngũ âm của người Khmer, thích cái đó lắm. Này cũng có bà con nè đi vô đây xem dơi nè quý vị. Để cảm nhận cuộc sống kiếm dơi quay cho quý vị xem. Để cảm nhận cuộc sống zoom lại cho quý vị xem. Đó, nó nhúc nhích đó quý vị, nó quơ quơ mấy cái cánh đó. Thì máy cảm nhận cuộc sống zoom được có nhiều đó là mát rồi, không có zoom thêm được nữa. Thì dơi thì cũng không có còn nhiều lắm, cũng còn ít nè quý vị. Ngày xưa là đầy cây luôn á, còn bây giờ thì ít à. Để cảm nhận cuộc sống đi vô trong đây kiếm cái chỗ nào mà dơi nhiều á, quay cho quý vị xem. Thì chùa dơi này là khu di tích của quốc gia nha quý vị, rất là nổi tiếng rồi. Ở đây không có dơi nào hết trơn á, không có con nào hết, để kiếm chỗ khác. Đó là xa xa kìa, có dơi nó đang nhúc nhích nè, đây nè quý vị, đó một đống luôn. Nhưng mà không bằng ngày xưa nha quý vị ơi, ví dụ như ngày xưa 10 thì bây giờ còn khoảng 4-5 phần nè quý vị, ở đó đầy luôn á. Nếu mà cảm nhận cuộc sống nói ngày xưa thì cũng khoảng 20-30 năm trước rồi quý vị,
dơi đầy hết trơn luôn á. Bây giờ thì nó không còn nhiều như xưa nữa. Thì quý vị nào mà chưa một lần nào tham quan chùa Dơi thì hôm nay tham quan cái cảm nhận cuộc sống nha. Cảm nhận cuộc sống đi quay không có bài bản gì hết trơn nha quý vị, không có kịch bản gì hết trơn á. Cảm nhận cuộc sống cầm máy đi quay, thấy cái gì hay thì nói cái đó thôi, nói theo tự nhiên thôi, không có lên kịch bản gì hết. Cảm nhận cuộc sống nghĩ là cũng có nhiều bạn quay về chùa Dơi rồi, nhưng mà cảm nhận cuộc sống quay theo phong cách của cảm nhận cuộc sống, thấy gì nói đó, biết gì nói đó, còn cái nào không biết thì nín thinh. Thì ở ngay trước mặt cảm nhận cuộc sống đó có cái hồ ở dưới, có nuôi cá ở dưới đó quý vị. Để chút xíu cảm nhận cuộc sống sẽ đi một vòng hồ cho quý vị xem. Đây có tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già. Thì bà con thấy cũng thắp nhang nhiều lắm nè quý vị. Ở dưới đây thì có nuôi cá nè, nó mà cá thì không được nhiều nha quý vị, thấy cũng ít nè. Để cảm nhận cuộc sống đi một vòng cái hồ này quay cho quý vị xem. Chùa của người Khmer thì thường là đất rất là rộng nha quý vị. Đó là bà con bên kia hồ kìa, đông thiệt đông luôn. Ở Sóc Trăng thì có nổi tiếng là chùa Dơi nè, rồi chùa Chán Kiểu nè,
rồi chùa Đất Sét. Rồi sau này thì có chùa Sơm Rông. Còn bây giờ thì đang nổi là chùa Bembun Thamay á quý vị, chùa ở dưới sông Đinh á. Đây có bán bún nước lèo thơm quá trời luôn. Cảm nhận cuộc sống thích ăn bún nước lèo, bởi vì mỗi lần mà đi ngang ai mà bán bún nước lèo là thơm là thấy đói bụng. Đây nè, trong đây thì bà con Khmer đang làm lễ dâng cơm cho các vị sư nè quý vị. Này là phong tục của người Khmer. Ba Phật Lục Na Men Kun Tang Lai Đa Men Kun Tang Lai Men Met Na Đó có tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Sam Ka Na Sang Ka Phat Ni Tang Bo Di Kha Rom Tang Bo Di Kha Ha Doi Chia Ra Ba Nei Khluon Ha Doi Chia Ra Ba Nei Khluon Ha Anamo Tane Tatua Yok Cha Ha Anamo Tane Tatua Yok Cha Lô ha nam mô tu ni tu tua rui thai. Sôm ai rui tịnh đa. Cha tất cô. Nâng phía và ria tạng phuông. Sôm ai ba sâm ra. Nâng sâm ba tạng lai bây giờ ca. Với sâm ba tạng lưu môi. Sâm ba tiêu ra môi. Sâm ba bà con đi vô chùa rất là đông. Người địa phương cũng có, khách phương xa cũng có. Rồi bây giờ cảm nhận cuộc sống sẽ đi ra ngoài, đi ra ngoài cổng lại. Đây thì có bán đồ lưu niệm đồ nè quý vị. Giờ thì cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị
đi qua tham quan khu mua sắm, khu du lịch Chùa Dơi nha quý vị. Đó, bà con bán ở ngoài này cũng tấp nập nè. Đó, trước mặt cảm nhận cuộc sống đó quý vị, là khu mua sắm hàng đặc sản Sóc Trăng này quý vị. Đó cũng là lò bánh luôn á quý vị, sản xuất bánh bía tại đó luôn á. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đây, mình đi tham quan một vòng. Ở trong đây có nhà hàng khách sạn luôn nha quý vị. Đó, lò sản xuất bánh bía Sa Cha. Có siêu thị mini luôn. Còn bên đây thì đặc sản khu du lịch Chùa Dơi, bún nước lèo. Thì quý vị nào mà đi mà đói bụng đó thì ghé qua đây ăn. Đây là nhà hàng Chùa Dơi. Ở trong thì bà con cũng đang ăn kìa quý vị. Đó, bà con đang ngồi ăn ở trong. Giờ mình sẽ đi vô tham quan nha quý vị, tham quan siêu thị mini. Đó, thấy quý vị thấy chưa, ở trên nó có để là bánh bía sản xuất tại lò đó. Đó, bánh bía sản xuất tại lò. Đây là mấy cái kệ để bánh bía nè quý vị. Thì bánh bía này là không có chất bảo quản nha quý vị. Có đủ loại hết trơn á, nhân đậu xanh, nhân môn, nhân sầu riêng, nhân trà xanh. Còn đây là gạo ST25 nổi tiếng của Sóc Trăng. Quý vị có thể mua về tặng cho bà con, như là đi xa mua một bịch về làm quà vậy đó quý vị. Còn đây là các loại rượu sản xuất tại công ty Sachaco luôn. Rượu ba kích, rượu chuối hột gừng, đầy đủ hết trơn này quý vị. Đó, mấy cái bình rượu là sản xuất tại ngay chỗ này luôn nè quý vị. Nè, có rượu Hải Long nè. Mấy cái này có vô chai hết trơn nha quý vị. Thì quý vị nào mà muốn mua đó thì vô đây mua rồi đem về làm quà cho bà con cô bác. Đó, ở dưới thì có rượu ba kích nè, rượu Hải Long. Rồi có rượu trái quách luôn. Trái quách thường được gọi là trái gáo đó quý vị. Bên đây thì mấy cái đồ làm bằng thủ công. Có bán đầy đủ hết luôn nha quý vị. Có bán luôn cả khô cá lóc luôn. Đầy đủ các mặt hàng.
Đây là quầy tính tiền. Đây là cái sân này, là cái sân để dành để xe du lịch đó quý vị. Đó, xe tham quan tập tới kìa. Một xe luôn. Đó, quý vị nào mà thấy mà đi hơi mệt á, cũng như là đói bụng quá thì ghé qua nhà hàng này ăn uống nạp năng lượng vô rồi tiếp tục đi tham quan tiếp, đi chơi tiếp. Giờ mình sẽ đi tham quan khách sạn nha quý vị. Ở đây thì khu du lịch mua sắm này luôn á, là có luôn cả khách sạn nhà hàng luôn. Đó, bà con đang chụp hình nè. Khách sạn Sachoco Goyo. Sachoco Goyo Hotel. Biểu tượng con dơi. Khách sạn ở đây rất đẹp nha quý vị. Thì quý vị nào mà thí dụ như mà đi du lịch mà muốn nghỉ ngơi ở chỗ yên tĩnh á, thoáng mát á, thì quý vị ghé đây ở khách sạn. Thì thấy cái sân thì rất là sạch sẽ nha quý vị. Rất là yên tĩnh. Thì quý vị nào mà có con nhỏ đó thì vô khách sạn này ở, rồi có sân rộng nè, rồi chiều chiều á cho nó ra đi chơi vòng vòng ở khu vực chùa Dơi này luôn á. Có cây là thấy mát mẻ à. Hết có khách sạn nào mà có cây xung quanh lắm á quý vị. Thường là khách sạn ở trong khu đô thị không à, thì không có được thoáng mát bằng ở trong khu du lịch chùa Dơi này, có cây cối đồ thì không khí nó trong lành và dễ chịu hơn đó quý vị. Ở đây có quầy tiếp tân nè quý vị, để cảm nhận cuộc sống quay cho quý vị xem. Đó, quầy lễ tân nè. Sachoco Goyo Hotel. Giờ mình sẽ đi qua bên cầu để tham quan bên kia nha quý vị. Đó, ở đây có quán cà phê Thủy Tạ nữa nè.
đó, câu cá giải trí, cà phê, coffee, thủy tạ nè, nó quý vị qua đây ngồi uống cà phê nghỉ mệt, rồi mình hết mệt mình đi chơi tiếp. Ở đây có quán nhậu luôn nè quý vị, đó mấy cái tum nè, quý vị có thể ngồi nhậu chiều chiều đó, quý vị ở khách sạn xong chiều chiều ra đây ngồi nhậu rồi mai đi chơi tiếp. Một công hai chuyện, khỏi có công đi đâu hết. Ở khách sạn xong rồi ra đây có mấy tum nhậu xong rồi tối về khách sạn ngủ gần sạch luôn. Rộng quá luôn phải không quý vị? Quý vị nào mà lâu quá rồi không có đi du lịch Chùa Dơi á, hoặc là quý vị ở khu vực Chùa Dơi mà đi nước ngoài rồi chắc không có nghĩ là ở khu vực du lịch Chùa Dơi là có một cái khu mua sắm mà rộng vậy phải không? Thì cảnh nhật cuộc sống chỉ biết quay sơ sơ cho quý vị xem vậy thôi, thấy gì vậy đó. Cảm nhận cuộc sống không phải là một cái người chuyên nghiệp về đi review, đi dạo rồi sẵn vậy rồi quay cho quý vị xem vậy đó. Cho quý vị nào mà lâu quá không có thấy Chùa Dơi này kia đồ thì xem lại video của Cảm nhận cuộc sống. Rồi thì bây giờ video này cũng dài rồi, thì Cảm nhận cuộc sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này, nếu quý vị thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký kênh, ủng hộ Cảm nhận cuộc sống để Cảm nhận cuộc sống làm những video sau hay hơn. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.